giờ là bên em đang mở là làm răng cho mấy chị nha khoa, cho mấy chị làm răng, làm răng sứ này, dán răng sứ, bọc răng sứ, rồi niềng răng đó, tẩy trắng răng, rồi những tụi em làm chân mày nè. Chị nào muốn làm răng nè, dán sứ, bọc sứ, dán sứ nè, bọc hàm là 10 triệu, gơm 16 cái tới 20 cái, còn bọc sứ 1 cái 1.8 triệu. Chuyển giới muốn làm đẹp nó sẽ được giảm giá 50% nha. Những bạn nào mà chuyển giới muốn làm đẹp, muốn làm cho mặt mình nữ tính hơn đó, tôi muốn chờ 50%. Đặc biệt cho các bạn chuyển giới chờ đến lên 2000 mấy luôn á. Tại khán yêu ơi, em muốn làm răng sứ, bọc sứ, dán sứ, mình nhắn tin riêng vào trang cá nhân của Khánh Chi nha, là trang Huỳnh Phương Khanh, trang Phá Bờ, có dấu tích xăm 1 triệu follow á, là trang riêng của Khánh Chi nha. Em muốn bọc sứ nè, dán sứ nè, tặng trắng răng nè, hoặc là mình làm phun xăm và làm đẹp, mình nhắn tin riêng nha. Nào nói chuyện làm gì à? Bác sĩ làm chứ, đúng rồi, bác sĩ làm nè, đó, làm đẹp, làm răng, làm mũi, làm cằm, làm trán. Rồi ok bác chị ơi, em biết bác sĩ này nha khoa nè, ok cưng. Em muốn làm đẹp mình nhắn tin riêng cho Khánh Chi nha. Sao khó vậy? Chào lúc em, hai nha. Bọc sứ bọc hèm á là 1 cái 1.8 triệu bọc sứ. Còn dán sứ làm, dán sứ làm một em 16 cái tới 20 cái. Chào Di Lâu Quán Mới Nhi Nhậm Nhi. Đúng rồi, Di Lâu lắm nè. Tại đây diễn kịch tới 2 tuần lận. Bọc sứ, bọc sứ 1 cái 1.8 triệu. Thì mình bọc bao nhiêu cái mình tính bao nhiêu tiền thôi. 100 mình bọc tới nhiều 10 cái, 1 cái 1.8 triệu, 10 cái thì mình 8 triệu. Nhưng thường một sứ đến chuyên khuyên mình nên mọc một hèm, làm từ 16 cái tới 20 cái thì nó mới đều được. Chứ mọc 8 cái làm sao được? 8 cái nó xấu lắm cưng, 8 cái không đẹp. Bên em mới làm chân mày phong thủy nha mấy chị nha. Cưng được em nha. Cái đó
cơ chị nó không an to, chị phải tiêm nó thon lắm, thon gọn lắm. Cái đó bên chị làm được cái nha. Em thỉnh thoảng muốn đi hiến nha, lâu lâu nhiều hiến cho chùa thôi. Tại sức khỏe chưa ổn định lắm. Vừa rồi là công chúa Lâm Khánh Chi đã livestream để thông báo với mọi người về dịch vụ làm đẹp mới, và có là làm da nè mọi người, và có làm răng đó. Như răng của Huy là nó hơi vàng tại vì Huy hút thuốc nè, và cũng như là Huy uống cà phê và trà rất là nhiều. Nếu mà ai có muốn một bộ răng hoàn hảo và giống như là răng mà trắng và răng sứ á mọi người, nếu mà răng mình có những cái khuyết điểm và những cái mẻ hoặc là gì đó rụng cũng như là trồng lên, thì có thể liên hệ trực tiếp cho chị Lâm Khánh Chi để được làm một bộ răng. Như chị Khánh Chi nó là làm thì cả phải 16 cái cho 8 cái thì nó không có đẹp, tại vì ngay đây là 4 cái rồi, có người làm có hàm dưới thì tự nhiên là hàng trên thì không thấy hàm dưới. Thì chị nói là làm 16 cái mới đẹp đó mọi người. Nói chung là mọi người muốn biết thông tin thêm thì mọi người có thể tự liên hệ với chị nha. Huy đã biết thông tin này từ lúc mà chị tới Thái Lan chơi, nhưng mà hôm nay Huy trực tiếp thấy chị thông báo thì Huy sẽ gửi tin cho mọi người biết để mọi người có thể liên hệ trực tiếp với chị để chị tư vấn nha mọi người. Huy hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những cái dịch vụ mới của chị, như là làm da, làm răng, phun xăm. Giống như chị hồi nãy chị có nói chị làm teo hàm hai bên để bị to. Nói chung là chị, mọi người hãy liên hệ chị để chị tư vấn nha. Chúc chị Lâm Khánh Chi sẽ được nhiều khách hàng yêu mến và ủng hộ